Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi mục dân hỏi cơ quan chức năng trả lời. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay ông Bùi Văn Đồng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh để cùng trao đổi giải đáp những vấn đề mà người dân quan tâm liên quan đến cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Vâng ạ, xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình. Và câu hỏi đầu tiên xin được chuyển tới ông là của khá nhiều người dân muốn ông cho biết rõ hơn về mục đích, ý nghĩa cũng như là thời gian đối tượng của cuộc điều tra năm nay là gì, thưa ông. Tổng điều tra dân số và nhà ở thì quy định là 10 năm với tổ chức một lần. Lần gần đây nhất là vào năm 2019 và cái lần tiếp theo là 2029. Thì đây là một cái cuộc điều tra chọn mẫu, nhưng mà nó là một cái cuộc điều tra có cái số lượng mẫu chọn lớn nhất trong các cái cuộc điều tra chọn mẫu định kỳ thường xuyên. Thì như ở Ninh Bình thì là chọn 460 cái địa bàn điều tra, nó tương ứng với khoảng 13.800 cái hộ dân cư. Ở cái cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2024 ấy, để phục vụ cho một số các cái mục đích như sau. Thứ nhất là làm cái cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021 đến 2025. Làm cái cơ sở để xây dựng cái chính sách, rồi lập cái kế hoạch phát triển về dân số và nhà ở phục vụ cho cái việc lập cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho cái giai đoạn tiếp theo là năm 2026 đến năm 2030. Đồng thời nó cũng là cái căn cứ để giám sát cái việc thực hiện các cái mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà chính phủ Việt Nam đã ký kết. Cái mục đích thứ hai ấy là cung cấp cái quy mô dân số của các cái huyện, thành phố sau 5 năm thực hiện cái tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cái căn cứ để rà soát cũng như hiệu chỉnh cái quy mô dân số hàng năm mà cái giai đoạn 2020 đến 2024, cập nhật cái số liệu về kho dữ liệu về dân cư và kho dữ liệu về nhà ở để phục vụ cho cái mục đích nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa cái cuộc tổng điều tra của cả nước cũng như là của từng địa phương. Còn về cái phạm vi điều tra của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thì được tiến hành trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ở Ninh Bình thì cũng được điều tra tại tất cả các cái xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố. Có 2 đối tượng điều tra. Một là các cái hộ dân cư được chọn mẫu điều tra. Thứ hai là các cái nhân khẩu thực tế thường trú thuộc các cái hộ dân cư được chọn mẫu. Và cái nội dung của cuộc điều tra năm nay thì thu thập thông tin về nhân khẩu học của các cái nhân khẩu thực tế thường trú của các cái hộ điều tra được chọn mẫu. Thu thập cái thông tin về di cư, giáo dục, hôn nhân, lịch sử sinh của phụ nữ từ 10 tuổi cho đến 49 tuổi, người chết của các hộ dân cư. Và cuối cùng là thu thập cái thông tin về nhà ở và cái điều kiện sống của hộ dân cư. Và cái thời điểm điều tra, cái cuộc điều tra này thì là từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Thời gian điều tra trong vòng 30 ngày, tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Như vậy là cuộc điều tra sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đúng không ạ? Vậy thì với chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình đã có sự chuẩn bị như thế nào để cuộc điều tra được thực hiện theo đúng mục đích yêu cầu đã đề ra, thưa ông? Đầu tháng 2 năm 2024 thì Cục Thống kê đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái quyết định số 121 để thành lập cái tổ công tác cấp tỉnh, là ban hành các cái văn bản cần thiết để tổ chức thực hiện cái cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ. Cho đến nay thì tổ công tác cũng như là Cục Thống kê thì đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành cái công việc về cập nhật sơ đồ này, cập nhật đơn địa bàn điều tra này, rồi là lập cái bảng kê các cái hộ dân cư mà thuộc 460 cái địa bàn điều tra được chọn mẫu. Đấy. Rồi là cái công tác tập huấn ấy thì cũng đã tập trung chỉ đạo tổ chức 9 cái lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia cái cuộc điều tra lần này
như là giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện và lực lượng là điều tra viên thực hiện cái thu thập thông tin về dân số và nhà ở. Cái công tác tuyên truyền như cuộc điều tra thì cũng được thực hiện hết sức là hiệu quả với những cái hình thức rất phù hợp. Cho đến thời điểm này thì cái công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra thì đã được hoàn tất. Vậy thì để góp phần vào sự thành công của cuộc điều tra thì cần có cái sự phối hợp như thế nào giữa các đơn vị tham gia điều tra thưa ông? Thứ nhất là có một sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các cái sở ban ngành có liên quan, giữa Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn cùng với ngành thống kê trong cái việc hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cái cuộc điều tra này ở tại các địa phương. Cái thứ hai nữa là cần phải có một cái sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của cái lực lượng điều tra viên mà được trưng tập tham gia cái việc thu thập thông tin về dân số nhà ở tại các cái hộ dân cư. Và cái thứ ba nữa là rất quan trọng, đó là cần có một cái sự tham gia ủng hộ đồng lòng của tất cả các cái hộ dân và các thành viên ở trong hộ dân cư được chọn mẫu trong cái việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các cái thông tin về nhà ở, về nhân khẩu học để cho điều tra viên cập nhật vào cái phiếu điều tra điện tử. Vâng, bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng của Cục Thống kê cũng như là các cấp các ngành có liên quan thì sự phối hợp của người dân cũng là yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định để cuộc điều tra đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Cục trưởng Cục Thống kê đã tham gia với chương trình. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin khác của chương trình thời sự.